Xin chào anh em nhé. Hôm nay em về nhà thì tình cờ nhìn thấy một cột chòe, hình như nó đang hấp thì phải. Anh em nhìn kỹ nhé, phải nó hấp không? Anh em nhìn kỹ, tại vì em không trèo lên em không biết được. Đó, thì cột chòe nó làm đơn giản hay không? Nhiều anh em cứ nói là hôm trước em đăng clip tìm tổ chuối cho anh em tìm cứ dễ hơn. Thì nhiều anh em cứ nói là vớ va vớ vẩn, chúng ta linh tinh, chỉ thế thì làm sao mà có được tổ chuối đóng tiền. Nhưng mà đây anh em nhìn ra vải tổ chuối rồi đang ấp, anh em đi giải đem đá vào cây cao tự nhiên nó bay ra đó. Thì anh em thấy hay thì anh em chia sẻ clip